Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều Chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2024 từ thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán thính giả thấy hôm nay tôi mặc đồ complete. Có lẽ đây là một trong những lần rất hiếm hoi khi về Việt Nam tôi đóng bộ đồ như thế này. Rất hiếm hoi. Nguyên do hôm nay tôi đi ăn đám cưới. Ăn đám cưới của một người bạn, con của một người bạn. Nên là phải đóng bộ đồ complete, ra vẻ như là một ông luật sư từ Mỹ về. Nhưng về đây rồi, ăn mặc thoải mái nó quen rồi. Đóng bộ đồ này là một cực hình cho tôi. Thú thiệt như thế. Dẫu vậy hôm nay vẫn là vui. Vì sao? Vì bạn bè ở đây mời đi ăn đám cưới thì mình bắt đầu là hòa nhập vào cuộc sống ở bên này rồi. Vì ở bên Mỹ thì hầu như tuần nào tôi cũng đi ăn đám cưới hết. Còn bên đây bây giờ như vậy là bắt đầu là mùa cưới, mùa cười rồi, thấy không? Thưa quý khán thính giả, ở Liên Hợp Quốc bây giờ có một vấn đề họ gọi là UNRWA. UNRWA là chữ viết tắt cho Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Hỗ trợ và Việc làm cho Người Tị nạn Palestine. UNRWA. Cơ quan này họ cứu trợ nhân đạo cho dải Gaza trong những ngày qua. Nhưng mà các tướng lãnh của Mỹ cũng như Israel cáo buộc là cơ quan này không có công bằng, không có khách quan. Cơ quan này coi như là hỗ trợ cho những chiến binh Hamas nữa, ngụy trang dưới những người dân Palestine thường. Họ cáo buộc như thế. Cáo buộc cơ quan UNRWA, Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Hỗ trợ và Việc làm cho Người Tị nạn Palestine lại đi hỗ trợ cho Hamas. Nên các tướng lãnh của Mỹ vì có tương quan với Israel nên họ ngại lắm. Họ lên tiếng bảo là chê, ấy cái cơ quan này phải tự xem xét mình như thế chứ bây giờ tại sao lại hỗ trợ cho Hamas để chiến đấu chống lại Israel. Việc mà họ lên tiếng, họ nói họ có bằng chứng. Họ yêu cầu giám đốc cơ quan UNRWA hãy điều tra vụ này. Thì trước sự lên tiếng đó, giám đốc của UNRWA là ông Philip Lazzarini. Ông nói rằng ông sẽ điều tra. Ông điều tra và cần thiết thì ông cho sa thải những nhân viên nói rằng là yểm trợ cho Hamas, làm trái với quy định của UNRWA. Khi ông vừa mới lên tiếng như thế thì chúng ta thấy ngày hôm qua ngay lập tức bên phía Bộ Ngoại giao của Mỹ, qua lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ là ông Matthew Shiller tuyên bố nước Mỹ ngưng không giúp đỡ cho UNRWA nữa, không có tài chánh cho đến khi nào mà cơ quan này phải làm sáng tỏ vấn đề những nhân viên của họ giúp đỡ cho Hamas. Phải làm sáng tỏ. Mỹ là nước đi đầu mà quý khán giả biết rồi. Mỹ mà không hỗ trợ thì nhiều quốc gia khác e ngại lắm. Vì Mỹ là nước có lẽ là giàu nhất, hỗ trợ dồi dào nhất. Nếu không hỗ trợ kỳ này thì ai dám hỗ trợ. Khi mà nghe bên phía của nước Mỹ loan báo như thế thì tiếp đến là nước Anh. Vì Mỹ và Anh như là một. Nước Anh qua Bộ Ngoại giao có tuyên bố như sau. Chính phủ Anh cảm thấy kinh hoàng trước những cáo buộc rằng nhân viên UNRWA đã tham gia vụ tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đây là hành động tàn độc mà chính phủ Anh đã nhiều lần lên án. Có thật là các nhân viên của UNRWA tham gia vào trong Hamas hay không? Thì đây là một điều cần làm sáng tỏ. Và nếu mà nói như vậy ra thì có bao giờ những người họ tình nguyện giúp đỡ cho người Palestine thì họ lại là những người chiến binh Hamas trước hay không? Thì đây là những điều cần phải được đặt ra trong trường hợp A thì phải như thế nào? Trong trường hợp B là phải như thế nào?
Trong trường hợp A là những người làm việc cho UNRWA, họ đã là chiến binh Hamas và họ có tham gia vào vụ tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, thì giải quyết đây là một điều kinh hoàng, là vì cho rằng Hamas len lỏi vào trong các tổ chức. B, trong trường hợp B, thí dụ như vậy, những người này không tham gia vào vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, nhưng là những người có cảm tình với Hamas thì sao? Chỉ là cảm tình thôi. Chúng ta biết thí dụ như Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản cái lỗi là các thành viên lãnh đạo này, rồi các đảng viên cốt cán này, nhưng mà ngoài đảng ra đó thì có cái thành phần ủng hộ đảng, ta gọi là cái bề ngoài đó, có cảm tình với đảng là gọi là cảm tình viên. Đảng nào cũng thế, ở bên Mỹ cũng vậy, có cảm tình viên của đảng. Thì nếu mà là những người cảm tình viên thì trường hợp B thì như thế nào? Nên ở đây là thông báo của bên phía Bộ Ngoại giao của Anh thì chưa thấy rõ về vấn đề. Trường hợp A là những người coi như là cốt cán nhưng mà có xen kẽ vào trong các cái gì đó, cái hạ tầng cơ sở, để rồi những người đó có tham gia vào trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10. Hoặc là sau khi ngày 7 tháng 10 có những người có cảm tình viên là giúp đỡ cho UNRWA thì chưa có phân định rõ. Thưa quý khán giả, điều này đầu tiên đưa ra không phải là nước Mỹ, lại chính là bên phía của Israel và lại chính là của bên phía Mossad. Họ nói rằng là chưa ít nhất là có 12 nhân viên tổ chức UNRWA đã tham gia vào việc mà tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, gây tử vong cho khoảng chừng 1,000+ người lúc đó và bắt cóc đi 200+ người. Đây là cáo buộc hoàn toàn phía một chiều từ bên phía Israel. Và vì cáo buộc này nên giám đốc của UNRWA là ông Philip Lazzarani, ông nói rằng là chứ phải điều tra thôi. Phải điều tra cái chuyện này để làm sáng tỏ. Trong lúc mà kêu điều tra như vậy thì quý khán giả biết tổ chức UNRWA nó giống như là bị khập khiễng, công việc què, không có làm gì được hết, không có tài chánh. Thứ nhất, nước Mỹ lên tiếng, thứ hai cái ông Anh ông lên tiếng, rồi những quốc gia mà giàu có khác lên tiếng, gồm có Úc nè, Canada nè, Finland nè, Phần Lan nè, là những nước mà trước đây yểm trợ dồi dào, thì họ nói rằng là chúng tôi giờ không yểm trợ nữa, chúng tôi đợi xem thử là quyết định của UNRWA có làm sáng tỏ được vấn đề cáo buộc của tình báo Israel là Mossad hay không, và những gì mà Israel cáo buộc có là sự thật hay không. Chưa có sự rõ ràng thì những nước, thứ nhất là nước Mỹ đi đầu nha. Mỹ thì coi Israel là con cưng nha, và bây giờ là cái vụ Gaza đó, nó đưa đến một cái tình trạng rất là khủng hoảng, cả thế giới lên án Mỹ và Israel về việc này nha. Sau Mỹ thì chúng ta thấy là ngay lập tức là Anh và Mỹ là đi một, phải không? Mỹ và Anh, rồi đến Úc là đi với Mỹ, rồi Ý, Phần Lan, Canada. Chúng ta thấy này như là Anh, Mỹ, Úc, Canada là một, chỉ có may ra chỉ có ông Ý và ông Phần Lan thì chạy theo. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Những nước đã chính thức không có giúp đỡ cho UNRWA nữa là vì họ nói đợi quyết định của bên phía UNRWA có làm sáng tỏ những gì mà Mossad và Israel cáo buộc hay không. Đó là các nhân viên của UNRWA là những người chiến binh Hamas đã tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, hoặc là những người B đó là những người có cảm tình với Hamas. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi thì chúng ta thấy trong những ngày qua ở tại Tòa án Công lý Quốc tế, nước Nam Phi nộp đơn kiện Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu về tội diệt chủng.
Và ở tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thì coi như đại đa số các quốc gia và lãnh thổ, 160 mấy quốc gia và lãnh thổ bỏ phiếu yêu cầu phải ngưng bắn, phải cứu trợ nhân đạo v.v. Và lên án Israel dữ dằn lắm. Mỹ và Israel bị mất điểm ở tại Liên Hợp Quốc cũng như là cảm tình của thế giới về vấn đề mà Israel đưa quân vào trong dải Gaza trục dọc vô cùng. Họ phải làm một cái gì đó để gỡ mặt cho họ. Nên bây giờ tung ra một tin là UNRWA có những thành viên Hamas hoặc là những người có cảm tình với Hamas. Tung tin này không phải là của một nước thứ ba, mà là do chính Mossad, do chính Israel. Bên phía của Palestine chưa có nói gì hết, vì tin này mới quá mà. Có thật sự là Hamas đã có chân rết ở trong UNRWA hay không? Nếu là trường hợp khác thì Mỹ sẽ thận trọng nói rằng chúng tôi đợi có thông tin một cách rõ ràng thì chúng tôi quyết định. Nhưng đây không, Mỹ làm áp lực liền. Mỹ không chịu yểm trợ và vận động thì chúng ta thấy theo sau là Anh, Canada, Úc, Ý, Phần Lan. Đây là một chiêu gỡ lại danh dự những gì mà họ đã thất thoát về uy tín trên chính trường quốc tế trong những ngày qua. Nên tôi cho rằng đây là một áp lực ngược lại chứ không có tính cách khách quan mà có tính cách chủ quan. Chủ quan từ bên phía của Israel chủ động tạo một cái hỏa mù mới, làm cho nhiều người thấy như vậy tấn công vào dải Gaza là đúng thôi, đi tìm chiến binh Hamas để tiêu diệt là đúng thôi. Họ có mặt khắp nơi, họ có chân rết ở ngay cả những cơ quan vô vị lợi và thiện nguyện như là UNRWA mà cũng còn bị dính vô như vậy, thì mình phải để cho Israel tấn công mà thôi. Quý khán giả thấy rõ ràng đây là một sự phản đòn lại của bên phía Israel. Chưa gì hết thì UNRWA đã phải ở trong một cái thế bị động và thế giới thấy rằng đợi xem thử như thế nào, họ điều tra rồi đợi sao. Trong khi đó thì lực lượng phòng vệ Israel vẫn tiếp tục làm những việc mà bên phía Nam Phi gọi là diệt chủng. Đây là một trong những chiêu gỡ tội diệt chủng ở tại tòa công lý quốc tế. Đây là một chiêu chúng ta phải nhận diện như thế đã. Còn bây giờ đã đợi kết quả điều tra nội bộ của bên phía UNRWA thì tôi nghĩ rằng biết đâu được gì đó áp lực thì có người sẽ nói ông này, bà này, cô này là thành viên của Hamas. Tôi dự trù là sẽ có những cảnh như thế. Chúng ta sẽ nghe các thông tin một chiều trong những ngày tới, chứ không có những thông tin một cách rất là độc lập và khách quan. Tất cả đều là thông tin mà Mỹ và Israel muốn cho người ta nghe thì mới được tin. Thật là đau lòng. Nếu mà trong lúc mà cứu trợ những người làm việc ở trong UNRWA thấy rằng là sự đau thương của dân tộc Palestine họ mới gọi là có cảm tình thì sao? Đó là những vấn đề mà tôi nghĩ rằng cần phải điều nghiên một cách khách quan. Phải có những nước thứ ba tham dự mới có được ý nghĩa, như là nước Nga. Hãy để cho lực lượng bảo vệ hòa bình của Nga vào điều tra đi. Hoặc là để cho những dân tộc mà có cảm tình với Palestine đi. Thí dụ như là để Việt Nam vào thì sao? Hoặc là để Trung Quốc vào thì sao? Thì tôi thấy rằng bên phía Mỹ không có câu trả lời, mà họ muốn là chính những người như là ông Philip Larazzoni, là người của họ đã đề cử trước đây là người của nước Mỹ, có câu trả lời. Thì đương nhiên vì cái ghế và chức vụ của ông nếu mà nói ngược lại thì bị ăn đòn, bị mất chức. Nên tôi nghĩ rằng sẽ có một thông tin là có một số người Hamas đã xâm nhập vào
trong UNRWA, nên là Israel cứ vậy mà thẳng tay diệt đi, thật là đau lòng. Đó là góc nhìn của tôi. Hôm nay đi ăn đám cưới, hôm trước người ta đi ăn đám cưới của mình thì bây giờ mình đi ăn đám cưới của người ta. Hôm nay trang điểm lên làm dáng chút xíu nha. Béo hôm nay đóng bộ đồ comple ở Việt Nam, không biết như thế nào, không biết quý khán giả thấy béo kỳ cục không, hơi lạ không, nhưng mà thôi biết vậy đi. Tại vì bà xã nói anh đóng thùng này không có đẹp, có lẽ là nhìn cái con mắt lè phè nó quen rồi, chứ còn cái con mắt mà nhìn nghiêm chỉnh thấy nó không có đúng vị thế của béo. Thôi biết vậy. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau. Bây giờ đi đám cưới nha.